Bia hơi vì béo đã khai trương lại ở đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, và đây là vài lời phát biểu của chủ tịch đến anh em. Mời anh Huy. Nhân dịp khai trương nhà hàng mới tại 176 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, ngày càng đi tới và phát triển để anh em vui hơn được và có những câu chuyện vui và được một nụ cười. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, anh.